Hello, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Xuyên không và ông già phản diện và anh tuổi tập 26 Linh Phôn Bộ nằm dưới phòng mô tả nhỉ. Vấn đề nghiêm túc như thế vậy mà lại cười đắc nể như vậy sao? Không còn để tâm đến anh ta, tiếp tục nói. Lâm Hồ Bang này quá thực là một bang phái không tồn tại. Hai ông trước khi bị bắt cóc từ già thì chúng đã ở An Dương huy động hơn 30 người. Đối phương là một giả tạo, mục đích chính là muốn để cho người khác biết sao? Có điều để cho một môn già cầm phế hiện ra như vậy không phải là mâu thuẫn quá hay sao chứ? Tại sao ngươi lại biết? Hả? Nói không dám giấu gì. Trong số cái con tin bị bắt cóc thì cũng có người của một bộ dung gia ta. Dù sĩ ra tốt, ngươi trả lời cũng không sai. Mong lão tiên sinh giờ cao đến khẽ, ta bảo đảm với ngài, từ nay vì sầu không bao giờ coi từ gia là địch nữa. Từ từ quay người, câu hỏi cuối cùng người có thể lần theo dấu vết của con tím. Ở đây có điều... Dạ phải, lùi đi, dạ tới nhiều người. Đưa hãng thèo, đừng có mà quên lệnh bài của hoàng gia. Vâng, tìm mau, dạ lệnh bài của hoàng gia nè. Cất đi. Lông vân này thật là đẹp đấy. Nè lẹ lên. Đây là lông vân chuyên thuộc của lệnh bài hoàng gia, là dấu hiệu duy nhất để phân biệt tính xác thực. Có kỳ vào, đừng có một vốn vẫy như thế. Ui lệnh bài, đó là thật sao? Phi lời. Mọi dùng hãy mau dậy đi. Chỗ ngươi ngồi có một vùng nước bận đấy. Dì Nhi à, thiền thư đã chờ sư huynh con rồi. Có trường phòng bị tu hành giả các thông phần bật mình đến gọi Kim Đình Sơn. Tuân lệnh. Sáng sớm ngày mai thì dẫn theo một dùng hải, nghĩ cách cứu viện tộc nhân của con đi. Cảm ơn gia. Rút thưởng. Lần này tiêu hào 50 điểm công đức đã được thế nghịch chuyển bà. Rút. Thế nghịch chuyển không đáng tiền gì sao chứ? Trước lúc đó mà mua thành ở Tương Thành thì tâm thể chuyển nghịch đã tốn hơn 500 điểm công hiệp đức rồi. Hiện tại chỉ còn 50 điểm liền có thể rút được 3 tấm. Để không phải là biết bấm thì con lấy cái gì chứ? Lần này tiêu hao 50 điểm công đức, đạt được chống đỡ đoàn chỉ mạng x5. Rút, chúc bạn may mắn lần sau. Kiềm chế lại không rút nữa. Nếu như rút 10 lần mà không được mỗi một tấm tay cái chuyển thì quá bằng chịu lỗ rồi. Sử dụng 3 tấm liền tăng 1.000 ngày. Cái chút thú vị. Vẫn nhớ tấm thời kỳ chuyển đầu tiên đã tăng tới 310 ngày. Về số cơ bản đều là 300 ngày. Vậy mà giờ một tấm có thể tăng tới 333 ngày à? Toàn thân đã trở nên khỏe hơn rất nhiều. Tu vi thì thấp, nhưng mà sống cổ tự sát này cũng có nội tình rất sâu. Đồ ma cũng trở nên tin tưởng hơn trước rồi. Cái chuyện gì vậy? Ánh sáng hất từ vào trong cửa sổ, từ như ánh sáng lùng đèn chiếu rọi trên mặt biển vậy. Tất cả đều đã hồi phục à? Lẽ nào chính là phi phạm chi lực đã được cập ở trong thiền thư tam quyển? Nếu như là thật thì làm thế nào mà ta có thể sử dụng nó đây? Hệ thống từng đã nhắc nhở qua, phương pháp tu hành của thiền thư tam quyển khác với ngày trước. Hay còn nói rằng kinh nghiệm và tâm đắc đều sẽ trở nên vô giá trị, chỉ định tự mình tìm tòi thôi. Mở ra giao diện thiền thư. Sáng sớm hôm sau, vì già ngà hình như là trẻ lại hơn đó. Lì thuyền. Mọi dùng hãy dẫn đường. Dạ. Từ đó đi về phía bắc khoảng 10 dặm. Mấy tên tu hành giả này bắt cóc từ già đã nói rằng trong vòng 10 dặm không thèm đến chỉ bất cứ một người nào thì giải cứu. Nếu thực sự có liên quan tới đám xấu xa đó. Rồi có như vậy mà đã gì nhiều qua đó hình như có chút không ổn thỏa. 10 dặm à. Liều một phèn chẳng đi. Dạ, người đã nghĩ gì vậy? Không gì xuất phát thôi. Vượng phụ quý à, không có tù vi, đành phải để cho hắn ở lại tự phủ. Dạ. Có lẽ là đây. Đó chính là sơn trại Thành Dượng ấn ký không thể sai. Tu hành giả của Lâm Hồ Bang hẳn là đều đang đóng quân tại đây. Vì Nhi cấu người đi. Dừng. Phân hại bắt mạch à, tuổi tác không bao nhiêu mà lời hại tới như vậy không? Đường thời hiếm thấy. Mỗi một bước đi đều có để lại dấu chân. Đợi các người lâu quá rồi đấy. Công viên này thì chắc hẳn có đến 10 tu hành giả. Ôi là tiên sinh à, tất cả đều là con giáp vàng hãy bắt mạch đó. Ôi đã nói từ trước rồi, đấy là một cái bẫy mà giờ thì thấy rồi. Đã đến lúc này rồi còn là chứ. Ôi mồi dồn già, mình chỉ là một người làm ăn bình thường trong giới làm ăn như là cá gặp nước vậy. Trong nháy mắt tu hành giả thì không khác gì một con kiến cả. Mình chỉ là một thông huyền cảnh ngũ khiếu mà thôi. Cảnh dưới này đến cả từ cách đứng trước mặt phần hai cảnh cũng không có. À lão tiên sinh ạ, chúng ta chạy thôi. Có bé Cường giả phần hai cảnh mất mạch. Nếu như để cô bé giữ chọn những tu hành giả này, con có cơ hội thoát hiểm. Giờ tất cả lực chú ý của ngài ấy đều dồn hết vào trận chiến vậy. Điên rồi sợ nhất để là điên rồi. Để coi 1, 2, 3, 4, 5. Cái gì? Lúc này còn đếm số. Trước này ta không bao giờ giết người vô danh. Báo tên ra đi. Tu hành phần giả phần hại cảnh thứ 12 à. Vì tiền bối kia từng nói không cần biết lại cứ giết là được rồi. Nhận tiền ngươi thì phải dọa người diệt khỉ, diệt họa cha người. À ta thấy ngươi tuổi còn nhỏ, tụi vị cũng không tệ. Đáng tiếc thế mà lại có quan hệ với tiểu giả. Các người đã nhận được chỉ thị của ai? Ông già, có ông lại. Một ngân thức cảnh, một thông huyền cảnh à. Đạo lý là quy tắc ở trên đời này chung quy đều là phần cao thấp bằng nằm đấm mới có thể nói rõ được. Vì nhì hả? Khí tức này, ôi không đúng. Dạ. Đến chết một ác đồ nhân được 10 điểm kinh nghiệm. Đến chết một ác đồ nhân được 10 điểm công đức. Có cần ta giúp người không? À không cần không cần, ta tự xuống. Mình đang ở đâu? Mình muốn làm cái gì chứ? Nhớ ra rồi. Mình nhận được một nhiệm vụ thưởng vàng bắt cóc từ phủ, sau đó giết người định cứu. À, ông nội à, cuối cùng cũng khen mình rồi, khá lắm đi. Tiêu gì nhì có ý vừa là một người sống, còn là giết sạch. Ngồi dưới đớn của mình, kẻ chú mù lại. Không biết. Người từ gia đang ở đâu? Bị người đưa đi rồi. Lại, không biết. Hình ra có hắn, người có nhìn thấy không? Không nhìn thấy. À, giết đi. À, còn tầm vấn thêm 2 câu nữa sao? Đấy, đấy. Hả? Tài cài, đừng giết ta. Lúc nãy sao còn nói? Ở người trên dưới từ già đang ở thành vườn sườn. Mà lão gia của từ già bị cố chủ đưa đi rồi. Ta tự sự không biết thân phận của cô chủ. Vẫn là ông nội tài giỏi. Vừa nói dọa trong một tí tụi hắn đã cả hết rồi. Vậy làm sao để tìm được cái đám ác đồ xá nguyệt này đây? Số lượng thẻ trải nghiệm diện phòng chỉ còn là 2 tấm. Cũng không thể cứ mãi mở trạng thái đi để đi tìm một súng. Ta sẽ không có dọa hắn. Ông nội, đây đúng thật là một cái bẫy. Cái chỗ mua phía sầu quý đời là thông tin. Hắn không khai cũng sẽ có người cho hay. Giữa hắn lại cái gì? Nơi như hắn còn có giá trị gì? Thì chính là đóng góp một chút giá trị công đức. Làm chuyện làm ăn thế này thì phải có tính từ giá như vậy. Ta diễn nghiệp cùng. Công chủ, phi tư hội báo thì có người đến gọn từ phủ, là một già một trẻ. Có xác nhận qua thân phận của hai người đó chưa? Khá giống với Tranh Trần Dùng, không dám chắc chắn ạ. Khá giống. Thế nhưng bởi biết thì Tam Sư Huynh đã bị thương, chính nhất đạo đã phái cao thủ tiến về phía Kim Đình Sơn. Hơn nữa sau khi là trưởng phòng môn chủ của Thiền Kim Môn chết thì vẫn luôn không có môn chủ mới cớ vị. Lật hành không môn chủ đề trước như là hổ rình mồi, là đang tìm cơ hội báo thù cho con trai. Chỉ dựa vào một mình Tử Sư Huynh thì không thể nào càng nổi cao thủ Nguyên Thần kịp cạnh. Đây là thời cơ tốt để làm suy yếu ác chiêu bài của cơ thiền đạo. Vậy nếu như hai người không phải là kỵ giá trang thì sao? Thế thì không phải vừa đúng lúc rơi vào bẫy của Tý và Muội hay sao? Bẩm báo cung chủ, Phi Tư hội báo tu hành giả của Lam Hồ Sườn đã thành dường cho toàn bộ đạo đội bị diệt rồi. Người có tự giá dưới chân núi trừ Từ Lam Dạ thì con lại đâu đã chạy thoát thần. Có thể một lần giết gọn Lâm Hộ Bàn, Phan Hay Cảnh, chỉ có thể là tiểu sư muội. Gửi thư cho Tà Vương, kế hoạch không thay đổi, chuẩn bị lên đường. Dạ. Tu vi của Lộ Bá suy cho cùng chỉ mạnh hơn Tiêu Duyên Nhi một chút. Xong Tiêu Duyên Nhi mới nhập môn có 5 năm, chỉ không lâu nữa thì thực lực của Tiêu Duyên Nhi đã vượt qua ông ta. Chứ tu vi còn đó của Lộ Bá, vậy mà cũng dám tự xưng là Tà Vương sao? Sự hiểu biết của ngoại giới đối với ma đầu chỉ dừng lại ở cái gọi là chiến công vĩ đại, tôn hoành ngang dọc khắp thiên hạ của lão ma đầu. Không phải là do lão bác quá yếu, mà là do lão đầu đó. Chỉ có đủ đệ mới hiểu rõ được việc ở bên cạnh lão ma đầu rốt cuộc là cái loại cảm giác gì. Quá mạnh. Tôn Thở Từ Già đã tạ ơn cứu mạng của lão tiên sư, đã được đi cống hiến công đức đến từ việc người hành lễ của 100 người. Và lại đã liên tục quỳ mấy lần, nhưng mà đi công đức lại không hề tăng lên, cũng chứng tỏ lặp đi lặp lại việc bái lạy sẽ không khiến cho điểm công đức được gia tăng. Tiên Duy Nhi và Mậu Thần Tư Thường Thị cũng đã nhận nhau, ai nấy đều là phấn khởi vàng rỡ. Đào Tí lại không kịp hàng huyền, liền có người yêu cầu đưa bọn họ đến nơi an toàn. Vâng. Phụ thân của Tiểu Duy Nhi vẫn đang nằm ở trong tay của những tu hành giả hùng mạnh, lại không xác định được. Lão tiên sinh, cháu gái của nghề ấy là tu hành và trẻ tuổi nhất đã tới phà hàng cải bát mạch mà ta đã từng gặp. Không quá vài năm thì sẽ bước vào cảnh giới thần đình. Chị, ta còn nhớ ông hồi nãy còn sẽ đến mất mặt đó. Hả? Vẫn còn một vài sao? Nếu như không phải giật ông mà còn tác dụng, có tin mỗi cô nương một cước đập chết ông hay không? Thì nhà đầu tính tình từ sáng đến chiều mưa này, nói lời hay ý đẹp, còn có khi chọc nó giận. Ai chẳng tại bà đi cho xong. Vẫn là lão tiên sinh hòa nhà dễ gọn, thoải mái hơn nhiều rồi. Lão tiên sinh, mặc dù Từ Già đã được cứu mạng, nhưng mà lỡ như trong lúc này lại có người bắt cóc họ đi mất, chẳng phải bao nhiêu công sức đều đối sống đồ biển ư? Đần độn về già ta có lệnh bài cấm quân vợ quần, lệnh bài đó ta đã giao cho bọn họ rồi. Không ngại, mục tiêu của những tu hành già đó không phải là Từ Già. Cô Lý, nơi đã bắt cóc tốn tiền, bọn họ lại không hề còn tiền, vậy mà chẳng phải là giết người, hắn lại có mục đích gì khác rồi. Tại sao bọn họ lại làm như vậy chưa? Tránh ra, truyền tin điếu. Tự sự quỳnh hội ấm rồi, hay. Dạ, trong thứ nói gì vậy? Chút chuyện vật vãnh thôi. Phi thư chờ lão tứ, chờ đợi sự trở lời của vị sư. Từ cách xưng hô của hai ông cháu này mà đoán thì có lẽ là một phái nào đó. Thiên hạ đại viêm rộng lớn bầy là, lại có một hai người ca thuộc ân sĩ cũng là chuyện thường tình. Lão tiên sinh à, trên người của Từ lão già không có ân ký, không có cách nào đợi lần thì dầu hết, chỉ bằng ở chúng ta quay về đi. Mộ Dung Hải, ngươi liệu có nhận ra được bài hoàng gia vật bất ly thần của hoàng đế Đại Viêm, có thể điều động được 10 vạn cấm vợ quần, 8 vị thông lĩnh bảo vệ đô thành từ 8 phía. Nghe nói là có một vị cao nguyên thủ thần nguyên thần cảnh kiếp, chia ra đông tây nam bắc 4 phường, trở thành trận tuyến mạnh nhất của thành đô. Mà 8 vị thông lĩnh trực thuộc hoàng đế Đại Viêm thì có thể điều động bọn họ, ngôi trừ hoàng đế ra thì chính là nhờ có lệnh bài này. Phân rõ phương pháp rất đơn giản, đó chính là Long Văn Chiến thuộc trên lệnh bài. Với các bạn thì đúng, nhưng mà cơ thiên đạo lúc đầu chính là nghề đồn đại đặc biệt của lệnh bài này, liền tra trộn vào hoàng cung ăn cắp lệnh bài. Theo như thời gian thì hoàng thất nhiều có đần thì cũng không thể nào khiến cho lệnh bài đã thất lạc mang năng lực có thể điều động cấm vệ quân. Trong ý nghĩa tượng trưng thì có tấm lệnh bài này tuyệt đối vẫn còn tồn tại. Người phàm có thể nhận ra lệnh bài, bọn dám bắt cóc vườn phú quý thì trách ta có mắt mà không thấy tai sườn, ở nhất thời không chú ý tới lòng văn. Vì già có lẽ ở ngay đằng trước rồi. Rồi đi. Khí tức mạnh thực là thần đình cảnh. Và còn muốn có thể là má đầu của Kiếm Đình Sơn chạy mau. Muốn chạy không có mùa xuân ấy đâu. Cường khí, ôi lão tiên sinh ơi cố ta dối. Dựa vào sự biến động của khí tức, kể đến còn mạnh hơn cả Vạn Hải Bát Mạch, có lẽ là cường giả thần định cảnh. Còn không đủ để khiến ta sử dụng thế tơ nghiệm đỉnh cao, có thể vượt qua kiếp số của mình. Thanh Xuân Sơn, xem ra các ngươi có một chút thực lực đấy. Tống Huyền Nhị Kiếu à, thối thở bát rồng, Phan Hải Bất Mạch, cha cha cha. Xem ra cái vụ này vẫn xem là công bằng đấy. Wow, tính này hắn lại lì đòn rồi. Lỡ tiên sinh, xem nét mặt có vẻ hòa nhã, sao nói chuyện lấy bố đời như vậy? Vì không phải cháu gái của người mới có mở bát Vạn Hải Bất Mạch từ sau. Lão già, ngươi liệu có biết bản thân đang nói chuyện với ai không? Trên thiên hạ có rất nhiều tu hành giả, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nhất là nhược điểm và công pháp của bản thân tu luyện. Hơn 20 năm đã trôi qua, mình đã huấn luyện âm thể, trở thành cường giả thần định cảnh và mọi người kinh ngưỡng. Còn bao nhiêu thu hoạch thì sẽ phải trả giá bấy nhiêu. Cái giá mà tâm anh thể đèn chính là cơ thể lạnh buốt. Chỉ là sao ông già trước mặt này lại biết gì ta? Vì ta hỏi tới một lần nữa, ông rốt cuộc là ai? Lúc trước người phản bội đạo môn chỉ là học tam âm thể, mà lại không học, lại học lục dương cộng. Cất hàng không có chí cương điều hòa, người có thể sống đến này là kỳ tích rồi. Lục dương cộng? Sao hả? Ngươi thế mà lại không biết lục dương cộng mà. Ông lão già này dối lắm, lại dám ác nói sàng bậy, vừa lừa dối ta. Muốn đến ông nội ta cũng phải hỏi ta trước chứ. Không phải là Vạn Hải Bất Mạch hay sao? Ôi con bé đó sao lại mạnh như vậy? Giả heo anti thổ ư? Diễn cũng giỏi thật đấy. Khí tức trên toàn thân thần đình cảnh chính tông. Ông nội à, cũng muốn đánh với hắn. Tùy con, lâu rồi không gặp được đối thủ mạnh như thế này. Ngươi phải cố chống đỡ từ lâu một chút đi nhé. Cảnh tượng này sao cứ cảm thấy kỳ kỳ ấy. Một bé gái đưa ra lời khiêu khích tình này với một con quái vật to lớn ư? Nhìn quá sức mạnh này. Ôi thơ này mà lại đang phát cấu á. Con bé chính là câu cảnh như thế đấy. Đấy hoàn toàn chính là một con ác mà bị Đức Y Xích mà. Mới mà chỉ bị ngất đi, không có nội thường. Từ lão già, lão tiên sinh à, ngay cái chỗ nội thế này không cần phải làm thế. Không cần phải làm thế đâu. Ôi sao phải giả vờ yếu đuối chứ? Lòng người hiểm ác không thể nào không phòng. Ôi lão tiên sinh à, nhìn xấu từ đời, chẳng trách lại có tự tin có tự phủ. Ôi ta đúng là đã xem thường lão tiên sinh rồi. Có lẽ là do tiểu đệ nhị đã trình nuôi quá lâu, nhìn hết nỗi nên quyền cứ đã gò bỏ hôm nay. Có một đối thủ ngang sức đỡ thư giãn. Lão tiên sinh à, ta có một vấn đề có nên hỏi hay không? Nói đi. Ngài cũng đã quý chị giống tu vi có đúng không ạ? Có thể trấn giữ được tiểu hắc ma này, có khả năng chỉ đơn giản là dựa vào mị lực nhân cách và tình thần sao? Có quỷ mới tình. Ngay cả cháu nội cũng là cường giả thần định cảnh, vậy vì lão tiên sinh trước mặt là ít nhất cũng phải là cường giả thần định cảnh. Lão tiên sinh nào quá nhiên chính là cao nhỏ ẩn thế. Ai chà, cứ gọi là cao nhân thì hay quá. Ở tiếng nhớ đầu kia vui buồn thất thường, tính tình thì nồng nảy. Không ngờ ông nội của cô bé lại đồ lượng ăn nói kim tốn tới như vậy. Lão tiên sinh à, thiếu cho ta nói nhiều lời một câu. Đứa trẻ này thiên phú kinh người, tu vi đã đạt tới cái trình độ cực cao, tiền đồ vô lượng, chỉ đáng tiếc là đạo lý đối nhân xử thế còn chưa hiểu rõ. Người đời đừng làm. Gần đây ta đứng là đã suy nghĩ làm sao đến lại để dạy đạo lý con nước, đạo lý làm người cho con bé. Lão Tỳ Sinh đúng là có con mát tin tưởng. Đứa trẻ này đúng là từ cao phúc ạ. Tình tình và tính nít của Tiểu Dì Nhì mình là người hiểu rõ nó nhất, muốn dạy có tốt cùng bé, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Tiếp tục chiều thiền, chiêu liêu thiền vừa nãy của người biểu diễn cũng không tệ đấy. Là nhìn đến tiếp đi. À không đánh nữa. Xem ra họ đánh đủ rồi. Ai mất vui quá. Tốt quá rồi. Chúc mừng Lão Tiên Sinh, Tư Giá đã được cứu. Chuyến đi này cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Chuyện còn chưa tới đầu mà ngược lại chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi. Hả? Phân trộn à? Người nói xem. À sao lại biết từ của ta? Trở là chuyện chính đi. Ngô vốn dĩ có thể sống thêm 3 tháng nữa. Người muốn lập tức chết ngay lập tức à? Không ngờ đến tù vị có nha đầu này lại thâm hậu đến như thế. Nhưng mà muốn biết ta thì con kém xa lắm. Tâm âm thể còn phối hợp với lục dương công thì mới có thể phát huy được công dụng tối đa. Ngươi chỉ học được tam âm thể, không thể đạt được tình tụy. Lục dương công mau nói, sao ta chưa từng nghe qua. Chỉ là một lục dương công rách nát, có gì hay họ đầu ông nội à. Ta có cả đống công pháp đấy. Cả đống. Tí sư muội à, lâu rồi không gặp. Đến rồi. Là phi liễn của sư tỷ. Không còn phải sợ. Cũng đúng, sư phụ đang ở đây mà. Ta sợ gì bốt con thằng nào chứ. Ảo giác nhất định cho ta hoa mắt rồi. Phần hài cảnh bát mạch đã xem là kết định trong giới tu hành mạnh rồi. Chính là bởi vì phần hài cảnh không những có thể lăn khổng, còn có thể ngự không mà đi. Ấy thế mà cái đám cao thủ có thể ngự không này lại tụ hợp ở đây như là châu chấu vậy. Phần hài cảnh mà có ngửa như là lá mùa thu thế sao? Ngồi ra, phàm là có thể chớ ngự phi kiếm. Bét nhĩ thì cũng là bác mà toàn khai, hơn nữa trong đó có cả cao thủ thần đình cảnh cũng không phải là hiểm. Và lại còn có một cổ phi liễn. Phi liễn chính là biểu tượng của địa vị. Thường có thống lĩnh giả thế lực của một phường mới có thể sở hữu. Vật cưỡi điệp, đặc biệt là lộ vật cưỡi truyền thuyết, mà thực lực vận khí là lịch thời cờ chỉ thiếu có một trong số đó, cũng không thể nào có được, cũng không thể nào so bị được với. Ngay trước khi mà tập đại cao thủ bảo vệ Kim Đình Sơn, sở hữu phi liễn thì cũng chỉ có giới hạn trong những vị cao thủ này mà thôi. Cho nên vị cao thủ đang tọa trong quả phi liễn xích hồng sắc đó rốt cuộc là thân thánh phương nào? Tiểu sư muội quả nhiên càng lớn thì càng đẹp ra nhỉ. Tiểu sư muội, còn tôi khiến cho tiểu nha đầu hỗn hào ngang ngược này sợ hãi, liệu có thể là ai? Chủ nhân của hồng sắc kiềm liễn, ta nhớ ra rồi. Đại phản đồ, ta mới không phải là tỷ sư muội của người. Tỷ sư muội, ngươi hoàn toàn vẫn hồn nhiên dễ thương như trước đây. Diệp công chủ, ngươi từng nói rằng lão ma đầu này dựa vào bí dược thì mới có thể chống đỡ qua kiếp nàng đó. Ban mật thư báo cho ta biết, vậy mà ma đầu tu sĩ già lại xuất hiện ở đây sống trước mắt. Chỉ có một tiếng nhớ đầu, rốt cuộc là vì cái cớ gì? Chỉ có một tiểu ma đầu. Ai chà, ta mới chỉ trẻ ra có 10 tuổi thôi mà tóc lại đen trái lại được mọc ra không ít. Ai già dẻ cũng trở nên săn chắc hơn. Song ngũ hoàng tướng mạo vẫn không có thay đổi gì nhiều. Bọn tỏ rất khó để nhận ra như vậy sao? Mới ta cũng mới có các người ra nhìn cho rõ đây. Diệp Thiền Tâm, nguyên thần kiếp cảnh, giá trị thù hồn 45%. Sư phụ à, người đã trúng kế rồi. Để lục đồ để Diệp Thiền Tâm hiện tại là công chủ của Thiên Diệp Cùng nổi tiếng một phường. Người ta nói rằng người thuộc Diên Tiệt Cùng đều là nữ tù, mỗi một người thì 10 phán vận 10. Hận nhất là lũ nam nhân bội tình bạc nghĩa. Không biết ai lại biết cớ ra làm sao. Từ trong ký ức đã chấn tìm được đáp án rồi. Xung quanh chỉ có bao nhiêu là nữ tù, có thể thấy cô ta không dùng đến thủ hạ của mình, đều là lợi dụng người khác nhằm thực hiện ý đồ của bản thân. Khí chất thì cùng với dáng vẻ này trái lại khiến cho ta nhớ tới một câu thơ. Nhí vàng bóng trắng lá xanh, gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn. Lão Đại, Lão Tam, Lão Ngũ, Lão Thất, Lão Bát đều không lộ diện. Thế trải nghiệm định phòng một khi thi triển thì chỉ có tác dụng nửa giờ đồng hồ, bắt buộc phải giữ trạng thái của thịt. Trải nghiệm định phòng đánh bại toàn bộ ác đồ đó. Sư phụ, đây là lão ma đầu từng can quét 8 dạng tu hành giả của ngội tộc Nhung Bác ư? Đây là người giành chấn thiên hạ trong tiền thí tổ sư gia tổ ác trọng chất ư? Ui, cái chắc là giòn không vậy? Sao vậy? Ảnh chân dung hình như là hơi khác khác đó. Nhưng nhất là do chính miệng Diệp Thiền Tầm tự mình nhận sát mà. Diệp Thiền Tầm này là lục đồ địa của lão má đầu đó. Nà tổ nói như vậy thì chính là như vậy rồi. Ông ta chính là tổ sư gia danh chấn thiên hạ. Ôi dí ta luôn đi chợ xong cho rồi. Toàn là thách nổ thật biệt không à? Nếu ngươi đã gọi bọn tòa một tiếng sư phụ, với bọn tòa sẽ cho ngươi thêm một cơ hội. Quay lại Kim Đình Sườn, bọn tòa của cổ đại đệ tử vẫn luôn có một vị trí dành cho người. Sao vậy? Sư phụ à, ta gọi người như vậy là do tôn trọng người. Còn với việc quay lại Kim Đình Sườn, ngươi vẫn là nên nội đi hỏi bọn họ đi. Hay cho một lão má đầu nhà người trọn ở Kim Đình Sơn lần trước, nếu gặp mày lần danh thắng lợi lần này không có dở nhá như vậy đâu. Bí dược trùng quỳ bọn là bí dược, phàm là cái loại bí dược trong thời gian ngắn thúc đẩy tù quỳ đều có tác dụng phụ, mọi người không còn phải lo lắng. Thảo nào lão má đầu này lần trước không hờ gì mà phung phí nghiệt khí. Lão má đầu hôm nay chính là nghi chết của người bó tay mà chịu trối đi. Người sao có thể khẳng định mộng tòa đã xuất hiện ở nơi này? Thật sự rất khó để tin. Ma đầu tổ sự già một thời tung hoành thiên hạ không có đối thủ, vậy mà giờ đây lại cải trang. Sư phụ, Nếu ta nói là giờ ta đoán, người cách liệu có tin không? Một tấm thể thời nghiệm định phòng mà chỉ bắt được có một tên ác đồ, có vẻ như không được lời cho lắm. Nhưng mà đối mặt với cục diện thế này thì con có đường lùi sao chứ? Dường như là không có. Vì Thiền Tâm, bốn tùy truyền cho người Bích Hải truyền sinh quyết, truyền cho ngươi đa tình hòa, lấy giọng ngươi có thể có được sức tự vệ trong giới tu hành hiểm ác có luồng này, chứ không phải để cho người khi xương diệt tổ ngỗ nghịch như bản tòa. Lão già, ngươi cho rằng ngươi vẫn có thể giống như trước sao? Ngươi đã già rồi, từ lâu đã không còn có tiếng đạo ôi phòng một cõi của lúc trước này rồi. Nơi này chính là một chốn do ta tự thiết kế cho người đi. Xung quanh nơi này không đơn giản. Người vào mãn sư phụ có chuẩn bị trời đánh đó. Hành tung của mãn tọa là do ai tiết lộ cho người? Lão Thất hay là Lão Ngũ hay là lão bá không nên thân kia? Không cần dùng đến bọn họ, có ngốc ngại nói cho người trần tướng. Chuyện tự giá bị bắt cóc tất cả đều là do một tay. Tất cả đều là do một tay ta tỉ mỉ bày ra. Mục đích chính là để cho tiểu sư muội và lão già nhà người cán cầu. Hả? Cái đứng sâu nhiệm vụ chính là người yêu là ta. Ui, nếu như lão má đầu này không xuất hiện thì sao? Vấn đề của người cũng còn nhiều quá nhỉ. Hoàn thành việc của ngươi cần làm là và lấy tù lao tù vợ mình là đủ rồi. Thôi vậy, tay của môn tòa đã nhiễm vô sát nghiệp, không ngại tần thường một chút đâu. Lão già vẫn muốn chống trả một cách miễn cưỡng sao? Mà ngân bí dược mỗi lần dùng có thể bạo phát nguyên khí trong thời gian ngắn, tác dụng phụ là tu vi giảm phân nửa trong vòng 10 ngày. Với lại không thể dùng mà nghiền khí thêm một lần nữa. Mà nghiền bí dược à? Hỏi tướng lại thì đây là một loại bí dược mà Dược Vương đã khổ tâm liền chơi lúc trước. Sau này bởi vì quá bá đạo và tà ác nên đã bị chính đạo trong thiên hạ tẩy chay, rồi dần dần cũng biến mất luôn. Chính là không ngờ bọn chúng lại liên tưởng tới cái loại bí dược này. Bọn nói người khác có mà nghiền bí dược, ta tuyệt đối không tin. Nhưng nếu mà nói lão má đầu này thì ta tin đấy. Đúng là như vậy. Con có một tin tức rất không lành, không thể nào không nói cho lão nhân gia người. Xung quanh nơi này đã bày tròn pháp, có thể làm năng lượng nguyên khí yếu đi trong diện rộng, chứ dù người có biết diệt thì liêu chết miệng cưỡng ép sử dụng thì cũng là phí công thôi. Đâu rồi, nói đến đây thôi sư phụ à. Đây là lần cuối cùng tôi gọi người một tiếng sư phụ. Sau khi người chết, ta sẽ cho người xử lý hậu sự, xử lý Kim Đình Sườn một cách ôn thỏa. À đúng rồi, các cầu thủ của Chính Nhất Đạo đã đến Kim Đình Sườn rồi. Tam sư phụ Huỳnh đang bị thương, thì tứ sư Huỳnh chắc hẳn là đã đầu hàng rồi. À, dường như nó không định tự mình ra tay sao? Sự kính sợ đối với Thiên Cơ Đạo ở sâu trong nội tâm khiến cho nó không nghĩ lòng người đầu tiên ra tay à? Để cho người khác làm bia đà đạn trước vẫn tốt hơn. Đó mới là nguyên nhân không điều động người của mình à? Trần Pháp, sư phụ làm sao bây giờ? Không còn phải sợ hãi. Có một điểm mà Chiêu Nghiệt Sư Tị nói rất đúng. Phong cách xử sự của lão đầu này dường như không còn giống như trước kia nữa. Không tức giận, không nói gì, lại không mắng chửi người khác. Lão già, phụ nhận lo lắng cho an nguy của ngài. Lão già, ngài sao vậy? Phụ quỷ à, sao ngươi lại tới đây? Lão tiền sinh, ai cứu từ lão già? Cầu xin ngài. Sư phụ, Vương Phổ Quý là cường giả thần định cảnh ư? Khoảng cách này quá gần rồi, hình như không có khả năng đã thoát khỏi một kích này. Ai xong rồi hả? Chi thủ lại không thở tiến vào thở một chút nào nữa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây chính là bảo vật gì dài được bố linh kịch độc cộng thờ một kích toàn lực của thần điện cảnh mình nữa. Chờ lại không có cảm giác nắm vào thân thể chưa? Là một tình thích khách ưu tú, đối với bất kỳ một chi tiết gì cũng đâu đã rõ trong lòng bàn tay. Tự như là cái tủ bắn cùng một tú, ngay khoảng khách bắn tình ra thì đã có thể xác định được có trúng mục tiêu hay không, mà không cần phải đi nghiệm chứng lại. Thế mà bị một cổ lực lượng vô hình chặn lại rồi. Bản tòa muốn giết các người thì cần phải sử dụng đến bí dược chứ. Không xong rồi, lão mở đầu đi cố ý đi. Kẻ bị mất lừa không phải là lão mà đầu, mà là chúng ta. Vì tiền tập tính hay lắm, tính hay lắm. Cái gì? Giáo trận pháp lại không có hiệu quả, tại sao lão già này vẫn có thể cắn bí dược được chứ? Cố ý rồi, vấn đề nằm ở đâu? Tự như là trở về với thân thể thời trẻ, tự nhiên là thức tỉnh lại sau khi giấc ngủ trầm nằm, tự nhiên là một con đại học thủy bị kiềm nén bấy lâu này ấp tới. Khi tới tùng vị năng lượng tôn bố đồ đặc tức trạng thái đỉnh phục, nội như lúc nào cũng có thể được như vậy thì tụ việc mấy ta. Cảm giác đỉnh phòng đúng thật là quá tốt. Vì thiền tâm, người trăm ngàn phường kế ăn bài từ khách thần định cảnh, quý trang thành quán gia tự phụ. Bản tọa há có tự không biết sao? Bao nhiêu năm rồi đã mất đi cái cảm giác sợ hãi, nhưng mà ngày hôm nay cái nỗi lo lắng và sợ hãi đã từng đó lại xuất hiện nữa rồi. Kế hoạch đã tỉ mỉ thì nghĩ ra cũng đã quên sạch hết, không còn một móng rồi. Lên bài hoàng già các thiên hạ đều biết, thì sao Mộ Dung Hải lại không biết được chứ? Người không nên cản trở cái từ đó. Kế này đích thực là vì thường tầm liên lạc để phủ làm thịt khách. Lúc gặp Lục Châu và Tiêu Di Nhi lần đầu tiên thì hắn chưa từng xác định hai người này có phải là ma đầu hay là tủ sự của Kim Đình Sơn hay không. Nhưng đến lúc lấy ra lệnh bài thì hắn đã xác nhận được toàn bộ rồi, liền dựa theo kế hoạch của vị thiền tầm bảo đảm tiến hành thuận lợi. Hắn cũng từng mua ám sát Lục Châu đồng đơm, nhưng hắn luôn cảm thấy lão ma đầu này không phải là ma đầu của Kim Đình Sơn. Trong lòng này có kiên dè, càng sợ phá hỏng kế hoạch của Diệp Thành Tâm nên đã không ra tay. Người không thể giết ta được. Mỗi một cường giả thần điện cảnh ít nhiều đều sẽ có vài thế lực nào đó lên cho dựa, nhưng mà có còn quan trọng nữa hay không? Nói một cách khác, thế giới gầm trời này có thế lực nào có thể khiến chết đại ma đầu sợ hãi hay không? Không có. Đã giết một tên ác độ thần đình cảnh, thu được 200 điểm công đức. Lão không chúng đỡ được bao lâu nữa đâu, tất cả được cái sữa. Ủa Phan Trọng, bản tổ chức có một cơ hội. Tỷ mối ta bị người cai cài sai khiến, chứ tỷ đó không có ý định làm kẻ địch với tỷ mối, xin tỷ mối tha mạng. Ôi, ở trước cái mặt loại cao thủ siêu cấp như thế này thì trừ khi bị nhìn chầm chầm là muốn trốn gần như không có khả năng. Còn chuyện ta thứ thì mày ra mới có thể có chút hy vọng được sống, dù có ma đầu vạn ác bất xá giết người còn chụp mắt này đi nữa. Tố hình giả phàm hại cảnh, một tên cũng không để lại, bổn tòa sẽ ban thưởng cho Lục Dương công cho người sống hay chết tự mình lựa chọn đi. Tôi ghi cấp truyền thuyết ngày đầu lão mó đầu tổ sư già của Kim Đình Sơn tung hoành thiên hạ đã gần ngàn năm, tới cộng vô số bảo bối, công pháp, vũ khí. Hôm nay thấy được quá đúng là như vậy. Vì nhì má phụ thân con về thành Dương Sơn chờ vi sư trở lại. Đồ nhi tuân mệnh. Tôi hoạch được một tên mù hạ, ban thưởng 100 điểm công đức. Phần trọng thân linh cảnh, đối trung thành 5%, công pháp tâm âm thức. Nguyện ra sức vì tiền bối. Rất tốt. Vì tiền tâm đã chạy mất rồi, hồi máu chạy đi. Dùng pháp tần để chống lại hấp của lão nào. Pháp tần. Vì tiền tâm đã hại người rất nặng, ta không cam tâm, mà. Pháp thần sao? Bất kiếp đồng mình. Ây da. Ui mạnh thực lão mó đầu không. Tu vi của tiền bối cao như vậy, con gì phải gạt mình chưa? Nhớ lại đủ cái loại quá khứ thì thấy nhân cười nhạo ta nhập mà. Với tới liền nhập mà, đều chết hết đi cho ta. Cương giả thần đình cảnh một khắc trước thì vẫn còn đứng ra để ngăn chặn lão ma đầu, vậy mới bây giờ lại xuống tay về bọn họ. Ui hơi đâu mà để ý tới bọn họ chứ, chúng ta muốn chạy thôi. Chiều kia cô lão mà thì nhật quyết, tá nhất kim pháp, tiền quyết hậu quyết. Họ tán ra, đó chính là chiều chém tạng xuống đó, mọi người đều có quấy quánh một chỗ. Ôi giống y hệt cảnh tượng kỳ đang vây công Kim Đình Sơn lúc trước. Đây, kiếm hoàng hát hóa, mây đen chế phủ. Đi là kiếm mà túc mệnh. Quy nghiền kiếm quyết đã chiêu thành danh của hóa đầu ngô thượng, nhưng của Kim Đình Sơn tiếc là khi bộ họ nhận ra thì đã muộn rồi. Tốc độ qua nhìn, những kiếm chiêu màu đen kia tự như là một trận mưa rồi. Chứ dù là cao thủ tu hành nguyên thần kiếp cảnh thì cũng khó có thể sống sót với cái chiêu này. Không có tiếng cầu tạm thiết thì không có sức phản kháng, cũng như là không có bất kỳ một đường lui nào. Nhấn trận mưa kiếm màu đen đó giống như là một mũi tên đâm xuyên qua lồng ngực của bọn họ. Thuyết mình rất tốt câu nói kia. Đứng trước thế lực tuyệt đối thì bất kỳ âm mưu gì cũng đều trở nên vô dụng. Đã chết 15 mục tiêu thần niệm cảnh, thu hoạch được 3.000 điểm công đức. Đại thần thông thuật tiệm thước. Ôi trời, lại là đại chiêu. Lão giờ này tại sao lại còn mạnh mẽ hơn cả thời kỳ đến phong gì? Dưới tình huống phi liễn ra toàn lực phi hành, trừ đã thần thông thuộc ra thì cơ bản rất khó có người có thể đuổi theo kịp. Tận mất vài dòng bảo hộ cường khí chính là để có thể thúc giục cho phi liễn toàn lực phi hành, không có đuổi tới đây. Xem ra lão già vừa nãy mới thi triển pháp tận bích động kiếm mình, còn nhiều thời gian. Ai đó nghiệt đồ. Sư phụ pháp thần bách kiếp đồng mình, cao 10 trượng, rộng 2 trượng, ngồi lên bát diệp. Không, là cỡ diệp tới 9 đã nổ rồi. Ma đào thủ ống, lão già này rốt cuộc đã giữ lại bao nhiêu thực lực vậy? Vừa ra tay đã là chiêu mạnh nhất. đó tình hoàng. Vì thiền tâm có thể ngồi được vào vị trí như ngày hôm nay, trong đó có chiều dư lớn nhất chính là vũ khí tiền dài đá tình hoàng này. Bản tọa có thể người bán chấp vũ khí cho người thì cũng có thể thu hồi lại được. Thù không đá tình hoàng tên như lì nghĩa, được đúc thành hình khuyên 360 độ, đều là lưỡi dao sắc bén và tổng cộng 2 dòng. Trong với bất kỳ đầu cũng đều sẽ thành lưỡi dao gây thương tích sau khi được tu hành giả truyền nguyên khí vào thì lực sẽ càng đáng sợ hơn. Mà đá tình hoàng không phải là thứ tượng trưng cho tình yêu, mà nó tượng trưng cho thù hận mà ý nghĩa, và dính vào thứ gì thì chất ấp lập tức siết chặt lấy, nhất là không buồn. Cũng giống như là một nữ nhân đá tình như vậy. Và được lại vũ khí, một khi mất đi đá tình hoàng, cho dù là hiện tại có trốn thoát được thì thực lực cũng giảm đi rất nhiều. Bích ải triều sinh quyết, tiếc là đối thủ mà người đang đối mặt chính là người con Bích Hiệu Hải Trương Sinh Quyết hơn cả người nữa. Bích Hải Triều Sinh Quyết phá ló giờ này quá nhiệt, một tí hy vọng cũng không cho. Không cảm nhận được đồ khác đang ở gần đây à? Chuyện này có hơi kỳ quái rồi. Dựa theo suy nghĩ trước đó thì mình chỉ dựa vào một mình Diệp Thiện Tâm thì phải không có can đảm này mới đúng. Thiện thước bắt sống một tên ác đồ, lục đồ để Diệp Thiện Tâm, ban thưởng 1000 điểm công đức. Diệp Thiện Tâm khi sư diệt tổ ngỗ nghịch bản tọa. Lão già, người muốn làm gì? Bốn tọa sẽ thu hồi lại tất cả những thứ đã bán cho người lúc trước. Đơn điền khi hải dở dụng tu vi mất sạch. Vì tiền tâm vì đã mạnh lên mà không sợ hãi, cam tâm bái nhập Kim Đình Sơn. Trải qua biết bao nhiêu trắc trở, trả giá biết bao nhiêu nỗ lực mới có được địa vị và thành tựu như ngày hôm nay, hưởng thụ sự uy bái của người khác và hưởng thụ vô số ánh hào quang. Mà này tất cả những thứ này đều đã tan thành mây khói với đăng điền kỳ hải rồi. Đồ hận thù tăng lên 60%. Lão già, giết ta luôn đi. Có tiền đạo lúc còn sống mặc dù tính cách tàn bạo, làm đối chuyện xấu, lời hệt chút là đánh đập mang chửi đồ đệ, nhưng mà chưa từng làm ra cái chuyện có thể khiến cho người ta nảy sinh ra lòng mong tù to lớn đến như vậy. Tại sao Diệp Thiện Tâm lại cấm hận của tiền đạo đến như vậy chứ? Nhưng mà những chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hồ đồ, ngu xuẩn không thay đổi. Muốn chép, muốn giết, muốn rút thịt, muốn lóc xương, muốn làm gì cũng được hết. Từ sự huynh đáng thường, tám sư huynh đáng thường, bọn họ vốn có thể thoát được một kiếp này, tại sao lại thành ra như vậy chứ? Đi tại người, là người đã hại chết bọn họ. Từ nay vì sao trên đời cũng không còn Kim Đình Sơn nữa. Chiếc điều tại người, là người đã hại chết bọn họ. Từ nay vì sao trên đời này cũng không còn Kim Đình Sơn nữa. Chỉ còn 5 phút nữa thôi. Cho dù hiện tại thì chuyện thiện lý trụy thì chỉ sợ không còn kịp nữa. Nhưng mà thông và chữ nhắc nhở lão tứ xảy ra chuyện thì đã nói rõ bọn chúng hiện tại không gặp người hiện tại tính mạng. Lão tứ không phải là hàng người dốt, sao có thể liều chết được chứ? Ngu xuẩn, người mắng ta. Trước đây lão mới đầu không mắng chữ người theo cái kiểu này. Ngô Sư Tỷ đã từng nói số phụ trở nên không giống như trước kia nữa rồi. Chỉ còn 1 ngày bốn tòa còn sống thì chứ không có kẻ nào có dám cưỡi lên đầu Kim Đình Sơn đâu. Trở nên khó nắm bắt, trở nên cao thâm khó lường hơn. Chu giết hả? Đợi thần thông thuật thiên lý trì tại sao lại như vậy? Tại sao lão già này Có thể không ngừng thí triển được đại tần tâm thuật, không cần điều động nhiều khí sao? Sao lão làm được như vậy? Đây không phải là mà nguyên bí dược. Công ty đó không phải là bất kỳ một loại bí dược nào. Diêu hiện tại đã mới hết được tù vị, nhưng kinh nghiệm nói với mình rõ ràng rằng trên người lão không hề có thương tích. Nghi khí tập trung cũng như trái ngược lại với quy luật sử dụng loại bí dược bộc phát. Điều này rõ, tất cả nguyên khí đều đến từ bản thân lão. Mà do tu hành giả có thể có được thọ mệnh lâu hơn người bình thường, nhưng trong vài chục năm hoặc là vài trăm năm trước khi chết thì tu vi có xu hướng ngà hà xuống. Bắt đầu từ thổi thể thì thân thể chính là điểm mấu chốt để cho tu hành giả cất bước đến thông huyền, thì đến ngừng thức, đến phần hại mở bát mạch, thì không có cái nào mà không liên quan tới thân thể cả. Một khi thân thể già đi thì kinh mạch, đan điền, khí hải đều sẽ thiếu đi sức sống mà mất đi tiềm lực để tiếp tục mở rộng. Tù vị cũng khó mà tiến thần bước nữa. Lúc này thì kinh nghiệm chiến đấu, lịch duyệt, mâu cớ, ngoài dược, ngoài lực đều là mấu chốt để bảo trì thực lực. Nhưng vấn đề là kia thiên đạo đã già như vậy, tại sao lại mạnh hơn cả trước kia chứ? Tại sao chứ? Ta tự nhận là giờ ta thất sách rồi, nhưng người bá ta cũng sẽ không ổn hơn đâu. Nói đủ chưa? Vòng bảo hộ cường phòng mở ra. Còn lúc đó thì tại một số sĩ nào đó trong rừng cây. Thế sư Quỳnh, may mà Quỳnh tới kịp lúc. Nếu không thì đệ cũng trở thành bia đỡ đạn rồi. Lão bá, thưa ngài đệ luôn, nghe thấy kiến nghị của ta tại sao đột nhiên thông đồng cùng với Lục sư tỷ? Khoảng thời gian này thì đệ luôn mơ thấy ác mộng, mơ thấy sư phụ tới đánh đệ, anh đỡ sự lắm. Nhìn tốt tiền đồ của đệ kìa. Hay là Mạnh Hậu Cường của đệ gia nhập vào ngõ ám long vọng của Bình nhé. Đệ thì vẫn nên thôi đi thì hơn, lo mà trong chừng cái tiểu sân trại của đệ. Nhưng mà Quỳnh cũng không phải là không thấy được phá tận của sư phụ. Lục sư tỷ nhất định là sẽ bắn đứng đệ, đến lúc đó để sống đợi rồi. Diệp Thiên Tâm tự cho rằng dựa vào đám cường giả thời định cảnh này có thể lý ra ác chủ bài của sư phụ lão nhân già mấy. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Cũng có nghĩ một chút, nếu như sư phụ thật sự không có chút thực lực nào thì chỉ không đến phiên tỷ ý ra tỷ gì sao? Thấy sư huynh và sư phụ đã dùng mấy chiều để giết 15 tên thần định cảnh về, có thể nhìn thấy rõ hay không? Không biết. Ngay các huynh mà cũng không biết được sao? Đừng nhắm, để đường đường là tà vương không phải lại cũng không biết đó sao? Trường hào là tà vương của đệ dùng đó hù dọa người ta thì còn được chứ, chứ nào dám khỏe còn trước mặt sư huynh. Có chúng hối hận vì đã khuyên nó rời khỏi Kim Đình Sơn rồi. Cái tình đần này quá càng rỡ. Từ nãy vì sao để phải đoạn tuyệt với quan hệ với Diễn Nguyệt cùng đi? Vì sao? Diệp Thiên Tâm dẫn tu hành và chính đạo đi vây công sư phụ rồi thảm bại, mà Diễn Nguyệt cung lại không xuất ra được một người nào để cho rằng thế lực sau lưng của những tu hành giả này suy nghĩ thế nào. Hiểu rồi. Còn có trận pháp ở chỗ đó nữa. Nhưng lúc sư phụ đi kích Lục sư tỷ, ta đã là một đợt kiểm tra đơn giản rồi, phát hiện trận văn không đúng. Trần gian không đúng. Nếu như ta không còn sai thì hẳn là chiêu Nguyệt sư tỷ đã lâm trận rút lui rồi. Chiêu Nguyệt sư tỷ cũng có mặt á. Lúc chiêu Nguyệt sư tỷ rời khỏi Kim Đình Sơn thì ta liền nhận được tình báo rằng tỷ ấy đã đến Diễn Nghiệp cùng. Với tình hình của Lục sư tỷ thì tất cả sẽ lôi kéo Ngô sư tỷ. Chiêu Nguyệt sư tỷ là người được chọn tốt nhất để thối động trận pháp kia. Còn có tên Phạn Trọng có tụ vị thần định cảnh nữa, là phản đồ của Tịnh Minh Dạo, chỉ học được tam âm thức nên có thân thể lành khủng khiếp. Mà lúc số tỷ là không chết tính này làm vào hiện sinh giới dần dụ tỷ sư muội. Tịnh Minh Đạo e rằng cũng không cần tâm đâu. Nội tâm ăn cả chút sửng sốt. Vậy Phượng Phú Quý thì sao? Đại khái thì chính là chỗ cào mình của Lục sư tỷ đi chưa? Tên thật của Vương Phú Quý là Thẩm Uyên, là cao thủ dưới trướng Đường Kiềm Ngọc của Phượng Ni Nương Nương của Hoàng đế Đại Viêm. Viên Ngọc này là chính là muội muội của Vương Tây Phi, Phương Phi Tây Vực, mà năm đó Hoàng đế Đại Viêm cưới về. Vương Phi Tây Vực kia lại chết dưới tay nhị sư huynh, nhưng mà ngoại giới thì đều quy chụp lên người của sư phụ. Hả? Cái này nói nhỏ chuyện đi. Thì hành động lần này có lẽ sư phụ sẽ khiến cho hoàng đế không hài lòng. Cô nói lớn chuyện ra thì có thể sẽ dẫn đến hai nước phân tranh. Đến lúc đó, oan oán cá nhân là chuyện nhỏ, còn chiến sự giữa các nước khiến cho dân chúng làm than thì là chuyện lớn. Ngoài trừ chuyện đó ra, thì 15 tên tu hành giả thọ định cảnh kia đến từ Tam Tông phía Nam của Đại Viêm. Năm xưa, vũ khí đi dài ra xuống của Tam Tông này đều đã được bị thiên binh khí thiên giai của sư phụ hủy hết. Từ nay Tam Tông vẫn chưa báo được, mà hiện tại thù cũ chưa giải mà lấy kết thù mới. Đi đón xem Tam Tông suy nghĩ như thế nào. Lục Sư Tỷ lại có sách như vậy. Tiếc là chế dọa mờ quỳ cỡ có tốt thế nào đi nữa thì cũng đều không có ý nghĩa trước tự lực tuyệt đối. Giờ sợ Diệp Thiên tâm sự là làm thế nào thì cũng không thể ngồi được. Sư phụ lỡ những dòng ý, có thể không ngừng sử dụng thiên lý trì. Nghe đồn phì liều màu đỏ có thể thoát được trì kích, toàn tốc của Nguyên Thần Diệp Cảnh cũng không biết là thật hay giả. Nhưng mà một màn đại thông tục liên tiếp kìa, sư phụ đã phá vỡ nhận thức. Nghi ngờ hơn chính là phương thức chiến đấu cực kỳ chú trọng tốc độ của sư phụ lão nhân già Mỹ, gần như không cho Diệp Thiên tâm cơ hội đã thể hiện rõ kế hoạch. Không được rồi, chức trả chủ này đã không làm nữa, ai thích làm thì cứ làm đi, đã muốn hồi hương, đã muốn về nhà ha. Để không chết lại mọi người, bộ để trốn còn được không được gì sao? Tại Dương Thành Sườn, sư phụ. Sư tỷ, người mới không phải là sư tỷ của ta đâu, đồ phản bội. Dì nhì, coi chừng nó, đồ như tướng mệnh. Không ngờ đường là lão mà đâu, cũng sẽ có lúc chọc vật. Người thì biết cái gì chứ, sư phụ đã lớn tuổi rồi, bỏ nghĩ ngờ một chút cũng không được gì sao? Sư phụ, đồ nhì không nghĩ đó, đỡ con lấy y phục thay cho người. À không sao, mặc như vậy cũng mát lắm. Nếu ta là người thì ta sẽ lập tức chạy về Kim Đình Sơn. Không phải người đã nói, chỉ còn một ngày ngươi còn sống thì sẽ không có kẻ nào dám cưỡi đầu lên đầu Kim Đình Sơn hay sao? Tiếc là hôm nay Kim Đình Sơn sẽ phải đổi chủ rồi. Còn nữa, Vương Phú Quý mà người diệt chết đó chính là cao thủ dự trướng của đương kim Ngọc Phi Nương Nương. 15 tuổi thần định cảnh kia cũng là tông môn đồ của Tam Tông phía Nam Đại Viêm. Hai người đối hậu nó vườn à. Sư phụ ơi là sư phụ à, có hối hận khi đã ra tay với ta chưa? Đừng có quên, dưới nghĩa cung của ta còn có ngàn danh tỷ muội. Nếu như ta không quay về thì các nàng tất sẽ liên hợp với Hoàng Thất và Tam Tông phía Nam Đại Viêm cùng đối phó với Kim Đình Sơn. Nếu người thấy hối hận thì hãy thả ta đây, ít nhất thì ta vẫn là chủ nhân của diễn nghĩa cung. Tư vi của người đâu? Bị phế rồi. Hả? Bị phế rồi mà còn dám hùng hổ với ta? Đó chính là chuyện tốt về sư phụ của muội Tôn Trọng làm ra đó. Nghe lời sư tỷ đi, nếu mà lão cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ đẩy tất cả mọi người xuống vực sâu. Lão đã già rồi, con có thể chết chở cho muội được bao lâu nữa đây? Liều, ta không tìm tiền người đâu, cái đồ phản bội nhiều người thì đáng bị phép bỏ tù vì. Lúc này mới bao lâu mà tí sư muội đã trở nên nghe lời lão già như vậy rồi? Muội đã ăn phải thuốc mê gì đây? Chất liệu của những y phục này cũng thật là bình thường. Tí sư muội à, nhìn cái bộ dạng hiện thực của lão đi, có khác gì một ông lão đầu bình thường đâu. Muội tiền tà đánh lão một chưởng đi. Ui, phi, cái đồ phản bội. Mặc dù đã mất hết tù vị, nhưng mà có thể cảm nhận được rằng trạng thái lúc này của sư phụ hoàn toàn khác biệt so với lúc nãy. Nói một cách khác là một lý dược nào đó mà mình còn biết đã mất đi hiệu lực rồi. Sư phụ à, con đã dùng bạch trạch để đưa phụ thân về từ phủ rồi, chúng ta đi thôi. Về Tô Kỳ này, thế mà lại là Tô Kỳ cấp truyền thuyết. Từ khi nào Tô Kỳ của lão đối thành bạch trạch rồi? Kim Đình Sơn. Ôi, nơi này không có, phía đông cũng không có phát hiện gì, ở phía tây cũng không có. Thật là lão đầu kỳ quái mà đầu Kim Đình Sơn đâu đã trốn đi đâu hết rồi chứ? Tiếp tục tìm đi, trưởng lão đã nói rồi, hôm nay nhất định phải tìm được Cơ Thiên Đạo và Minh Thế Nhân. Chuyên lão chính nhất đạo Phương Tận Sơn. Đầu một sinh Chỉ cần ngươi nói ra tâm tích của lão ma đầu thì ta sẽ ta chết cho ngươi. Phương Tấn Sơn, vốn cho ngươi tự xưng là danh môn chính phái, vậy mà lại dối dụng người ta lúc gặp khó khăn. Nên cho có gan thì ta ra, rồi ta và người công mà để chiến 300 hiệp. Bị thương mà còn sức cẩu ngôn cuồng như vậy sao? Người cho rằng người có tư cách ư? Đừng nói là người trái vô lão ma đầu hiện tại không phải cũng đang trốn chui trốn nhủi như con chuột đã sao? Trái vô là Phương Đầu Ca, ca của người, nhìn thấy ta cũng phải kính sợ 3 phần. Ngươi là cái thá gì chứ? Cái đồ chó chết chủ. Nói ra tung tích của lão ma đầu và mình thay nhận. Nếu không thì ngày này nằm sầu chính là ngay dỗ của ngươi. Ngươi động thủ thử xem. Cô giọng mà, trường lão không thể. Má đầu này không thể giết được. Đang mượn muốn cơ hội này để giết đầu một sinh báo thù cho cà cà. Mục tiêu của chúng ta là Ma Thiền Cát và lão ma đầu. Một chỗ nối và để hắn sống. Xin Phương trường lão hãy nghĩ lại. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Đợi ta xem người đắc ý được bao lâu. Nếu như muốn chịu không cho ta giết người, vậy thì thôi ta sẽ nghĩ lại. Chắc là ngươi chưa từng trải qua cái cảm giác bị căm tu dưới cầu u. Muốn chết cũng không được mà muốn sống cũng không sống đâu nhỉ. Chú trường lão, chú Kiếp Phòng, ngươi trở về đùng đùng lâu lắm. Có trái đã đưa tung tích của mình thế nhận không? Vì trường lão à, ta đã ra lệnh cho người tìm khắp Kim Đình Sơn, nhưng lại không hợp bất kỳ một phát hiện nào. Không có bất kỳ một phát hiện nào sao? Cả ngươi và ta đều tận mắt nhìn thấy mình thấy nhận bị thương nặng rồi mà. Ta không tin hắn có thương tích mong trong người mà có thể trốn xa được. Cho dù đào sâu 3 thước thì cũng phải tìm ra cho hắn. Ta hy vọng nhanh chóng tìm ra bọn hắn. Xíu chút nữa thì lệnh quên mất cái lão ma đầu này đã giết chết môn chủ Thiên Kiếm môn là Trường Phòng, mà đó cũng là ân sư của người nữa. Có nhiều trường lão đầy thì bọn hắn chấp cánh cũng khó thoát. Tiền người đã đến Tiền Kiếm môn, nhưng người rất nghe lời, hiểu chuyện hơn bộ hán rất nhiều. Vì trường lão quá khen. Rồi tốt, hiện tại ta ra lệnh cho người tự mình dùng nghiêm hình tra khảo Đồn Một Sinh. Chuyện này tạo nào kiếm môn lại không chứa chấp cái loại tên chó nhà có tàn nhiều người, cũng không biết môn chủ của người đã trông trọng điểm nào của người nữa, mà lại hứa hẹn vị trí trường lão cho người. Cút ra. Ồ, thế mà lại có thể phản kháng thì sao? Đây là cái gì vậy? Tọa kỵ cấp truyền thuyết là cao thủ tu hành. Mau đi báo cáo cho trường lão, hắn là cao thủ tu hành của chính đạo chúng ta đến đây chi viện cho chúng ta rồi. Cho các người lá gàng thế hả? Lắm xông vào Kim Đình Sơn của ta. Giọng nói trầm thế này, ta đúng là chủ nhân của giọng nói này là một ông lão. Nhưng mà nghe cái ẩn chứa trong sấm lại không giống cao thủ. Tố cửa truyền thiết vốn gì là hiểm thấy tu hành giả đã mang theo tương thủy chi khí. Còn có giọng nói thế này thì rốt cuộc là ai gì ta? Đệ tử xin chào mừng sư phụ đã trở lại. Là lão ma đầu. Ai đừng sợ, có một bộ tin báo là lão ma đầu sắp không xong rồi, vẫn luôn dựa vào bí diệt ma nguyên để trông đỡ. Bày trận đi, cao thủ từ thân đến cảnh trở lên tất cả tập hợp. Nếu như giống mấy cái loại gì mà Diệp Thiên Tầm nói thì Kim Đình Sơn đã bị một đám tu hành giả không biết trời có rất dày đột nhập vào à. 4-3 cờ một đường dưới sự dày vò đau khổ, khí hải đang điền vò nát. Cô ta cũng không nói ra hơi rồi. Cô ta chống đỡ được đến bây giờ chính là vì muốn xem thử lão má đầu ứng phó được tình cảnh này như thế nào. Chỉ có hai cách duy nhất. Cách thứ nhất là sử dụng theo bài thí nghiệm đỉnh cao cuối cùng. Nhưng đây là con ác chủ bài mạnh nhất, sau khi sử dụng thì không còn gì để đảm bảo tính mạng này rồi. Cách thứ hai, điều khiển Bạch Trạch chạy khỏi Kim Đình Sơn. Dù sao thì Đồng Một Sinh và mình thừa nhận cũng là ác đồ, chết rồi thì thôi. Sử dụng thể trải nghiệm đỉnh cao hay là chạy ta ra. Người đã hết ác chủ bài rồi. Nghĩ cũng hay quá. Đôi mắt sự thật. Chú Kỹ Phóng so với trước khi rời khỏi Thiên Kiếm môn đã tăng lên 5%. Tớ còn tưởng là ai, chỉ hóa ra là lão ma đầu của Kim Đình Sơn à. Đầu một sền đã bị bắt sống, Minh Thi Nhận cũng bị bọn chúng ta làm cho trọng thương. Kim Đình Sơn đã thuộc vào dưới trướng của chính đạo ma ta rồi. Mau xuống đây, xuống đây. Đây cũng là khó xử thật. Muốn tiết kiệm một tấm thế, trải nghiệm đến cao cũng không được gây sợ chứ. Thôi vậy. Chu Kỳ Phong, ngươi làm cái gì thế? Chu Kỳ Phong, ngươi giải thích sao đi. Không ngờ ngươi có thể chịu được đựng được chiêu này của ta. Lẽ nào không có ai nói cho người biết tu hành giả có vũ khí tiền dài thì sẽ không hay là sự khác biệt rất lớn hay sao? Vũ khí tiền giải? Nếu như không thì ngươi nghĩ xem, vì sao môn chủ chỉ phái một mình Thượng Đình Cảnh như ta đi đến Kim Đình Sơn? Sư phụ à, đúng là tức chết con mắt rồi. Một đám Thượng Đình Cảnh mà cũng dám ngang ngược đó chứ. Ông biết lá chấn lùng tẩm. Có điều này có gì lạ đâu chứ. Ai lúc sư phụ ta tung hoành thiên giới thì ngươi còn đã chết với bụng đó. Điều này đúng là sự thật. Lúc thơ thiên đạo dành cho thiên hạ thì những người có mặt ở đây còn chưa có ai được sinh ra cả. Bản tôn cho các người một cơ hội sống sót. Bầu khí xuống trong tay xuống, tôi phục Kim Đình Sơn, đồng thời ở trên núi lao dịch 3 năm. Chuyện hôm nay tôi sẽ bỏ qua. Như ta vừa nghe thấy cái chuyện cười buồn cười nhất ở trên đời ở nhà. Lão ban đầu, cái ta quý chánh kìa không giết người nữa, định tha cho những người khác một con đường sống. Tôi phục Kim Đình Sơn lao dịch 3 năm, điều này không còn buồn cười sao chứ? Buồn cười thật đấy. Bản tôn đã cho các người cơ hội rồi. Nếu cho các người đã không trân trọng thế thì chuẩn bị chịu chết đi. Hay đây, khí tức trên người lão ma đầu lại tỏa ra một lần nữa. Đây là pháp thần bất kiếp đống mình cẩu diệp. Đây. Cái này ngất rồi sao? Đây vừa mở mạng đã dốc toàn lực rồi. Đáng lẽ phải qua mấy cái chiêu trước rồi mới xuất bất kiếp động mình chứ. Độ trung thành tăng lên 5%. Ôi sư phụ thân y cái thế. Độ trung thành tăng lên 5%. Ôi lão tiền bối thân y cái thế. Vào ngày trở thành cờ tiền đạo, sự lựa chọn của mình đã được đàn định trước rồi. Đã định nhất định là phải bước trên cái con đường có như vậy mà bước tiếp. Thế giới tu hành giả độc ác khó lường này, đầu đầu cũng toàn là những kẻ ăn người không nhã sườn. Duy nhất Kim Đình Sơn quân luận là càng cờ, không dung túng người nhiệm chỉ. Nhất định phải dùng tấm thể bài trải nghiệm đỉnh cao cuối cùng. Rồi những điều này còn có hai tác dụng ý. Một là cơ hội này cảnh cáo người đời, cảnh cáo đám người nhắm vào Kim Đình Sơn như hổ rình mồi, rằng thứ ta dựa vào không phải là bị dược mà là thực lực của bản thân. Cũng chỉ có thực lực thuộc vào bản thân thì mới có thể không ngừng bộc phá. Trên đời này không có lỗi bí dược, thủ đoạn ngoại lực nào có thể làm được. Đốn một sinh có đồ nhi. Chương cuối cùng của Thiên Nhật Quyết, Kiếm Quyết và Thường Quyết, bản tôn chỉ dùng một lần. Người xem cho kỹ đây. Sư phụ đang muốn tự mình làm mẫu Kiếm Quyết và Thường Quyết, tối thượng của Thiên Nhật Quyết ở trước mặt công chúng. Đốn một sinh nhập một sớm, nhưng có vẻ hơi ngu đòn hơn so với những người khác. Mặc dù đã truyền lại toàn bộ Thiên Nhật Quyết cho nó, nhưng tận cuối cùng này đã tốt liền bao nhiêu năm rồi, mà từ đầu đến cuối vẫn chưa nắm được trọng điểm. Cứ luôn là đơn thuần tự mình mày mò một cách mù tịch, không khác gì đi lạc vào trong bồn túi. Tiến bộ thì quá chậm. Chỉ lấy ngưng cương thành kiếm, thì kiếm hậu quyết. Mục tiêu Phương Tẩn Sự. Hả? Không. Ôi là chi bảo thiền dày, long tâm chi thuận. Người thấy được sao? Không thấy, chỉ là đón thôi. Mình vẫn trường ngón của tối. Lấy trưởng làm cơ sở, ngưỡng khí thành cuồng. Đây là hiệu quả thị trường thi khiên nhất quyết lấy hình thái tượng pháp thi triển ra, thuộc cái lỗi tiến công trên mà diện rộng. Diệp lãng thiền trọng, tờ nhụy nghĩa, từ một đạo cương khí chất tệnh ngàn đạo, giống như là phương pháp đến ra rộng nhị mắt, tự như là ngàn trọng thường, ảnh cũng là đã chiếu thấy chốt của thì nhật quyết. Hai người biết ư? À còn biết chỉ là đó thôi. Không sao rồi, mốt chạy đi, Nguyễn Thở Kiếp Cảnh cũng không dám tới chiếu này đâu, ôi quá đáng sợ rồi. Diệp lãng thiên trọng, không ấy da thực mạnh, chiêu này cũng còn muốn về phía tấm cái đám tu hành giả kia mà lấy hướng thẳng vào vị trí trước đó của Phương Tận Sơn, hoàn toàn không thấy được rốt cuộc là Phương Tận Sơn còn sống hay chết. Nhưng đối phó với thần đình cả nhỏ nhồi Phương Tận Sơn có cần phải biết thái như vậy hay không? Ui, ngay cả cản cũng không còn. Lò tiền bối tiếp tục tấn công, rất rõ ràng chính là để hành hạ sát chết, hoặc là để chỉ đạo cho đồ đệ. Hai chiêu kết thúc rồi mà trôi qua có 3 phút thôi sao? Người đã thấy rõ chưa? Đồ nhi thấy rõ rồi, sư phụ tụi mình là mẫu còn hơn cả 10 năm khổ tụ. Rõ tụ. Sư phụ, đám tu hành giả kia đang muốn dùng lại cái phương pháp giống như lần vây công Kim Đình Sơn trước đó. Chỉ còn mọi người chỉ nhau ra chạy là được. Lão sẽ không có bá đầu số tay không đâu, cũng không có tục phần thần, thì còn có thể bắt được tổ mồi sao chứ? Thì xin chỗ ít đỡ có lý số đồng. Đây là sách luật của An Mỹ mà ta đã nghĩ ra đến đây. Đánh công lại thì vậy chỉ có chạy thôi. Bản tòa đã từng nói tôn bố đều phải nằm lại, vậy thì một kẻ cũng đừng hồng sông sốt. Sư phụ, có biết lão nhân già Mỹ muốn làm gì? Sư phụ đang muốn khôi phục lại bình chướng. Chuyện này sao có thể làm được chứ? Bình chướng của Kim Đình Sơn chính là do cao thủ tiền bối cách đời đời lập ra, muốn hấp thu lượng lớn nhiều khí, đồng thời phối hợp thiên thời địa lợi, không ngừng bổ sung năng lượng hình thành được dược bình chướng. Lúc trước Phạt Mình và Tứ Sư Đệ Ngũ Sư Muội 3 người cùng khôi phục vẫn cần 3 năm trở lên. Lấy sức của một người muốn khôi phục bình thường ít nhất cũng phải cần đến 10 năm. Sư phụ tuổi tác thì đã cao, không phải cần đến bảo tồn thực lực hay sao? Mà tại sao phải làm như vậy? Đây chính là dụng ý chân chính của mình, cũng là dụng ý thứ hai. Thế thử nghiệm đến phòng nữa như có thể không ngừng lập đầy đan điền khí hải, mà giải quyết Phương Tận Sơn lại chẳng mất bao nhiêu thời gian. Thì sao không dùng thời gian còn lại để khôi phục bình chướng này chưa? Sao có thể cấm lùng lãng phí thời gian cơ hội tốt vậy? Bốn phường tám hướng đột nhiên xuất hiện bình chướng tựa như là phà lên. Chúng ta đều đã bị nhốt lại ở trong bình chướng này rồi, không ra được nữa rồi. Ôi đây là muốn bắt ba trống rõ. Ôi đáng sợ thật, năng lượng không có hạn chế. Lúc trước mình dẫn đội đã phá hủy bình chướng này, dùng sức lực toàn thần cũng không thể nào làm cho bình chướng rung chuyển được nửa phần. Không ngờ một mình có thương đạo lại có thể bổ sung cho bình chướng. Tới tới nghiệm định phòng quả thực chính là bút mà, lấy không hết, dùng không cạn. Nếu giờ còn phải bị giới hạn thời gian thì đau cổ này là vô địch luôn rồi. Còn nâng cái tu vi là cái quá gì nữa, tất cả mọi thứ đều không còn, chỉ còn thể trải nghiệm là đúng rồi. Mỗi lần tiêu hào đều có nghiệm khí mới nạp vào, theo như cách nói trong trò chơi chính là mana vô hạn. Thế là 25 phút sau, wow đẹp quá rồi đi. Kết đỡ bân hữu đậu mọi người cũng ở đây à? Dù sao cũng không thoát được, màu qua đây cùng nhau đợi chết thôi. Đã nhìn rất lâu rồi, vì nhì những người còn lại đừng có giữ một ai. Đồ như tướng mệnh. À dạ ta chết rồi, ôi chết cùng đi mà, ta cũng thế. Sư phụ, con ngờ đồ trùng thành đã đạt tới 80% rồi. Với tướng của hắn là chắc là giờ lúc trước khi giao đấu với thương phương đầu đào phải chính nhất đã đạo ra, có thể kiên trì được tới hiện tại cũng đã rất giỏi rồi. Đương nhiên cũng nhờ có sự hành hạ của thiên đạo nằm đó mới có tính dẻo dài như hôm nay. Nếu trở thành tu hành giả bình thường thì không thể nhúc nhích từ lâu rồi. Lão tử hiện tại đang ở đâu? Lão tử và nhóm người Phường Tẩn Sơn giao đấu vô số hiệp, bọn chúng người đồng thứ mạnh, lão tử không địch nổi, bị thương chạy trốn rồi ạ. Hiện tại đấy đang ở đầu còn cũng còn biết. Lục xứ mũi. Lục xứ mũi nắm giữ vị trí vũ khí tiền dài đa tình hoạt. Sở Tư Chính trên bạn đèn không ngờ lại bị thương đến mức này. Lần này thì hay rồi, Lão Tam và Lão Tứ Lão Lục tất cả đều bị thương. Điềm Công Đức. Chỉ có điều Tiêu Duy Nhị và như là giả làng lại không kiên kỳ gì mà bắt đầu diệt chóc trong kết giới rồi. Và Bối Nguyện đầu hàng trở thành thuộc hạ dưới trướng của Kim Đình Sơn. Ơn Nguyện nghe theo sự sai khiến của Lão Tiền Bối, nhân được một thủ hạ Chu Kỳ Phòng thân điên cảnh tới 100 điểm công đức. Dọn dẹp sạch sẽ đi. Tuân mệnh. Wow, lại thêm một người ở đến giết chúng ta nữa nè. Không phải là Chu Kỳ Phòng ở người trong chính phái của chúng ta sao chứ? Thời gian trận Thái Đình Cào để kết thúc. Họ tên nhân tộc, tu vì ngưng thức cảnh, luyện khí hóa thần, điểm công đức 6.674, pháp thần, tam hoa từ đỉnh thờ mệnh còn lại 5.506 ngày, đạo cụ chí mạng mệnh 7 lần, công pháp 3 cuốn tiền thư, vũ khí đất tình hoàng chủ nhận, vì tiền tầm cần luyện hóa lại từ đầu thì mới có thể sử dụng. Hiện tại phải nghĩ cách thôi, chính lấy ác chiêu bài mới được. Thấy trải nghiệm đỉnh cao thì hết thật rồi, chỉ còn lại có 7 lần trí mệnh ca đảnh. Nếu như gặp phải cái địch mạnh thì trong tích tắc lại có thể xuất chiêu 10 đến 100 lần. 7 lần thì không giúp ích được mấy. Không còn ác chứ mời thì vừa làm sao đây? Kim Đình Sơn đỡ nhất đại lâu đầu biết bao giờ, bao người giám sát như hổ rình mồi chưa? Cơ giới của Kim Đình Sơn đã sửa xong. Dù cái địch mạnh đến thì chỉ còn cơ giới thôi. Chúng đã đỡ được 10 ngày nửa tháng rồi. Nhưng mà 2 ngày liên tiếp sử dụng thế trải nghiệm đỉnh bại, đỉnh cao đã khiến cho tu hành chính đạo để khiếp sợ. Dù tu hành chính đạo còn ngu ngốc đến đầu cũng sẽ không dám đột nhập vào Kim Đình Sơn như hôm nay. Giết chết một tu hành giả chú hại cảnh, nhận được 10 điểm công đức, hơn 6.000 điểm công đức. Đây là tôi quà trọng chiến đi ở An Dương. Điểm công đức thì có rồi, tiếp đến thì chỉ còn nghĩ cách tận dụng như thế nào. Bốc thăm trúng thưởng thì có hơi thiên về cá cược rồi. Tuy rằng liên tục bốc thăm có thể tích điểm may mắn, nhưng nếu như bị sụa hết thì phải làm sao? Cứ để như vậy đó, đợi Tiểu Chỉ Nhi và Chu Kỳ Phòng xử lý sạch sẽ những tu hành giả còn lại rồi tính tiếp. Đã lâu không đến mật thất trong nội bộ Ma Cát rồi, mà thay thế như kim pháp, đào tầm quý, thành tầm chú. Trong trí nhớ hình như không có đồ đệ nào tu luyện những vụ yến này. Có vài món vũ khí thì đa phần đều là vũ khí hoàng dài, huyền dài. Đa số tu hành giả nguyên thần kiệt cảnh đều xem thường những cấp bậc này. Bị cái đám bưởi đầy hết rồi thì cũng không nhớ đến từ đâu có tác dụng gì. Ui, đây là Thiên Ma Cát. Nơi này là Ma Thiên Cát, nơi mình hành đệ bái sư, khi bái vào sư môn. Kiết vào mọi thứ ở đây vào nhiều mới, từng cây cậy, từng bức tường, từng con đường. Lục sư muội, tứ sư huynh, sư muội về là đúng rồi. Quen là được rồi. Tất cả đều là 7 á. Đây có cùng là tứ sư huynh khiến cho cả thế gian phải kiếp sợ không? Có cùng là Minh Thế Nhận cạnh dưới tầng đỉnh cảnh hóa tạo không? Một cao thủ tu hành nên cả đám rùi nhạn cũng đi ức hiếp. Huỳnh cũng có ngày này. Ta chỉ làm mà thôi. Lão già đó bỏ mọi người lại trên núi chờ chết. Vậy mà Huỳnh vẫn cam tâm tình nguyện lại bán mạng à? Huỳnh điên rồi à? Muội không hiểu rồi. Ta và muội không giống nhau. Người như ta rất tôn sư trọng đạo. Đây là thân một tâm pháp. Sư huynh đã nắm vững hết tất cả rồi sao? Đây là bản chất của thân một tâm pháp, tu luyện đến cùng có thể tái sinh trên cánh đồng chết chóc, lột xác bước lên sức sống mới. Đồng thời điều này có nghĩa là sau khi tứ sư huynh trải qua kiếp nạn đi sẽ bước vào nguyên thần kiệt cảnh. Từ khi nào mà lão bắt đầu lại trở nên hào phóng như vậy? Sư phụ. Đại bản đồ, sư phụ đâu rồi? Tí sư muội à, muội qua đây. Còn lâu ta mới qua. Muội nói cho sư tỷ biết ông già đó những năm nay đã làm gì còn không? Còn quan tâm tới người. À tí sư muội. Tam sư huynh. Vì tiền tâm, người khi xưa vì tổ tuổi to tày trời, lòng dạ thì độc ác, nhân tờ thì phẫn nộ, lại còn dám cười ư? Sư huynh đã đến nước này rồi, đừng có ra vẻ đào màu nữa. Ông già đã nói dối, đối đãi với mọi người như thế nào, trong lòng huynh không rõ hay sao? Nhìn bộ dạng bây giờ của các người nhếch nhác đến thế nào. Ông lão đó đại hạ giáng xuống thì đến lúc đó, hy vọng mọi người có thể vì đại nghĩa giống như bây giờ. Yếm mồm. Vì nhà sư phụ không ở đây, mỗi thầy sư huynh áp tác cho cô ta một cái đi. Hả? Nghe học nghe lời đi. Cái tắc này hy vọng người hãy nhớ lấy. Đây là thiền mà cát, đây là nơi người tân bái sư học nghệ. Còn dám lợi dụng ngông cuồng, đừng trách sư huynh thủ hạ vô tình âm lãng. Cô ta không có vô tu vi, làm thế nào mà có thể chặn được vậy? Tiếp theo hoàn toàn ngón ngọn rồi. Chưa quên à, ta giúp huynh giải khóa. Không còn đâu. Đây là hành thiết ngàn nam đốt thành. Thông tin chi hạ là chỉ có Ngọc Bích Đào của đại sư huynh và trường sinh kiếm của nhị sư huynh mới có thể phá ra được. Đừng lại. Các gì tiền bối? Ngươi là đệ tử của Thiền Kim Môn. Thiền Kim Môn là danh môn chính đạo hạ, người gia nhập vào Kim Đình Sơn. Ngươi sợ không sợ thế nhân chết cười sao? Chính là cái gì chứ? Nếu như ta sợ bị chết cười thì đã không đứng ở đây rồi. Ta đến đây thì không, thì đã nghĩ thông rồi. Bây giờ là tiền bó đầu thì xin cho bản bối cơ hội giải thích. Ôi, điên cả rồi. Bao nhiêu người thì đến xã Kim Đình Sơn lại không được, ngươi lại chọn gia nhập Kim Đình Sơn vào lúc này là để chết hay sao? Lão tiền bối có ơn với ta. Hả? Quá nực cười rồi. Thật sự quá nực cười rồi. Ở một phòng nào đó, chà 7.540 điểm mà. Tung hoành tứ tượng bán 2.000 điểm. Vũ khí cần phải có tu vi mạnh mẽ trong đỡ. Nếu không thì thất phu vô tội, mà người lập công lại có tội ở nhà. Tỉ đạo cụ tại nghe chuyển 500 điểm nội tấm, ngăn cản chỉ mạng 100 điểm một tấm. Hồi đất mà giá trị ác chiếu bài lại không đủ. Vô giải khả kích thì sau khi sử dụng giành được 10 giây trạng thái miễn dịch vì sa thường. Mỗi tấm 500 điểm cộng được. Mà tấm thể công cụ này không tồi, tương đương với trạng thái vô địch. Chỉ là thời gian lại nắng quá, mới có 10 giây à. Một kích chí mạng sau khi sử dụng giành được lực lượng không thể miêu tả. Cho mục tiêu một đòn chí mạng, mỗi tấm 500 điểm cộng đức. Một đòn chí mạng sao? Lực lượng không thể miêu tả là cái gì chứ? Một chích chí mạng sau khi sử dụng giành được lực lượng không thể miêu tả. Cho mục tiêu một đòn chí mạng, một tấm 500 điểm cộng đức. Là người chơi cái trò chơi này à? Chỉ có trong trò chơi đánh quái vật, mỗi loại bảo vật nào đó thì kèm theo kỹ năng của một kích tất sát. Nhưng mà kỹ năng này cũng có thể xuất kích phát. Tấm tay này lại không có xác suất giới hạn hay sao? Bất cứ lực lượng như thế nào để đâu cũng miêu tả như vậy, có lẽ cũng không kém. Vậy là cái đã. Phong người nhọt đẳng, sau khi sử dụng trong 30 giây thì tất cả sát thương sẽ giảm đến 90%, mỗi tấm 500 điểm cộng đức. Phong người nhị đẳng thì sau khi sử dụng trong 30 giây tất cả sát thương sẽ giảm đi 60%, mỗi tấm 300 điểm cộng đức. Đây là hơn hẳn 18 thể công cụ rồi. Đó là cái loại hình phòng ngự dựa vào cảnh giới hiện tại của Lục Châu. Tự vì ngân thức cảnh gặp với cao thủ thi thể đạo cụ cũng sẽ không có nhiều tác dụng. Phòng ngự được 90% thì có tác dụng gì, còn lại 10% thì dễ giết chết. Cái loại thẻ này còn không có tác dụng bằng vô giải khả kích nữa. Vậy đã, ta tại sao lại đa số đều là phòng thủ chứ? Làm rô rút đậu sao đánh nhau mới chính là ta mà. Không cần phải đánh trả, luôn bị đánh như bao cát à. 10 đồng đánh tùy ý. Đây không phải là phong cách của lão má đầu tổ sự sao? Nhìn già hơn chỉ có vài tấm thẻ có thể nhìn thấy nghi vấn thầy đạo cụ, để miêu tả cụ thể thì cũng không thể thấy. Có lẽ giống như là thiên giới bà Sa và liều chỉ tột ẩn dấu miêu tả và giả cả. Người chơi trắc cốt thì hiểu đây là cao cấp và lợi hại. Chọn xong, tiếp theo chỉ dùng hết 3.000 điểm công đức. Vô giả phả kích. Vô giả phả kích sau khi sử dụng giành được 10 giây trạng thái miễn dịch với tất cả gia thường 500 điểm công đức. Một kích chí mạng. Một kích chí mạng sau khi sử dụng giành được lực lượng không thể miêu tả cho mục tiêu rồi chí mạng mỗi tấm 500 điểm công đức. Nếu như dùng một kích chí mạng đánh vô giả cả kích thì sẽ như thế nào ấy nhỉ? 40